Thực ra, xây dựng được nét văn hóa đọc trong cộng đồng, nhất là đối với các bạn trẻ, không hề là việc quá khó nếu như chúng ta biết cách thực hiện. Khác với mọi hôm, sáng nay Trung tâm Bồi dưỡng Kiến thức TCT Bách Khoa như có ngày hội, đông vui và nhộn nhịp lắm. Chả là sau bao nhiêu ngày tháng ấp ủ dự định, cái tủ sách cộng đồng ấy đã được hình thành. Hình thành với sự háo hức và nhiệt huyết của giảng viên, học sinh và của cả phụ huynh học sinh. Họ mang tới đây những quyển sách mà mình đã từng thích đọc để mong muốn được chia sẻ, lan tỏa những điều hay ý đẹp trong đó. Đây là một cái công việc rất là tốt, tức là nó đem lại một cái thói quen tốt cho các anh chị em giáo viên và cả học sinh nữa. Nó sẽ gây lại những cái hứng thú cho các em học sinh trong quá trình học hành và đem lại một thói quen tốt, thói quen về đọc sách, là nó mang lại những cái trí tuệ, những cái vốn hiểu biết về cuộc sống cho các em học sinh. Văn hóa đọc này nó cũng có những các cái hay của nó. Thì hạn chế bớt các cái điện thoại, đọc trên điện thoại thì gì nó sẽ tốt hơn. Thế mình đến đây thì mình cũng thấy tủ sách của thầy cũng khá nhiều các cái đầu mục sách. Thế mình có một chút để góp phần vào tủ sách của thầy. Bằng việc mà mang những cái quyển sách của con đến thì con mong mọi người cũng có thể cầm trên tay đọc những cái quyển sách rất là giá trị đó, và mọi người cũng sẽ cảm nhận được những cái giá trị và tiếp thu được những cái kiến thức trong quyển sách. Còn đối với anh Nguyễn Chí Trung, chủ nhiệm trung tâm, thì việc hình thành tủ sách cộng đồng tại đây mang lại ý nghĩa rất lớn. Bởi khi có tủ sách này thì việc xây dựng văn hóa đọc cho cả giảng viên và học sinh tại trung tâm sẽ được hình thành. Có văn hóa đọc thì việc bồi dưỡng kiến thức chắc chắn là thuận lợi hơn. Có văn hóa đọc, truyền thống tôn sư trọng đạo sẽ được duy trì. Có văn hóa đọc thì sẽ có văn hóa trong ứng xử giao tiếp. Cuộc đời của tôi và cuộc đời của rất nhiều người được thay đổi từ những trang sách. Vì bản thân tôi đã trải qua rất là nhiều những cái thăng trầm cuộc sống và có ngày nay là đều là nhờ những cái trang sách tinh hoa. Thế nên tôi có một cái trăn trở là sao để đưa được cái sách vào đời sống. Theo học tại Trung tâm Bồi dưỡng Kiến thức TCT hiện nay có đến gần nghìn học sinh. Tuy không cùng trường, cùng lớp, nhưng phần lớn cùng có chung một sở thích, yêu sách và thích đọc sách. Mang sách đến đóng góp cho tủ sách, các bạn đều mong muốn một cuốn sách hay cho ta điều tốt, một người bạn tốt cho ta điều hay. Con thấy là văn chương là một điều gì đấy khá là gọi là trừu tượng ấy ạ. Con thấy không, nó không chỉ là ở những cái câu từ mà tác giả gửi gắm đến mà còn là những cái hạt giống tâm hồn để chúng ta có thể chữa lành những cái vết thương ở trong bản thân. Thì con mong rằng là mọi người, những ai có những cái phiền muộn ở trong mình ấy ạ, thì khi mà đọc những cuốn sách đấy thì đều cảm thấy rất là tích cực hơn ạ. Cũng trong buổi sáng khánh thành tủ sách cộng đồng, cả thầy và trò của trung tâm TCT lại hiểu rõ hơn về ý nghĩa của văn hóa đọc khi có đại diện của dự án trí tuệ Việt Nam đến chia sẻ kinh nghiệm. Hóa ra, yêu sách, thích đọc sách là chưa đủ, còn phải biết quý sách và biết tôn trọng tác giả. Đọc sách là chúng ta trò chuyện với những bộ óc vĩ đại và họ là những người thầy. Và nếu chúng ta tiếp cận đến sách với một cái tâm cung kính thì chúng ta hiểu rằng là yêu thầy, kính thầy thì thầy sẽ truyền cho chữ cho mình. Nếu chúng ta học tập với một cái tâm không cung kính, mình không tôn trọng người thầy của mình thì chắc chắn là mình sẽ không tìm ra cái giá trị của người thầy để mình học hỏi. Vì vậy nên là trước khi đến với việc đọc sách thì chúng ta nên có cái tâm thái là cung kính sách và cung kính người viết sách thì hơn. Xin được chuyển sang các nội dung khác về giao thông. Hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông nông thôn là một trong những tiêu chí quan trọng của chương trình xây dựng nông thôn mới. Trong thời gian qua, công việc này đang được đẩy mạnh tại nhiều khu vực ngoại thành.